Thưa quý vị, để làm được 1 kg giấy, người ta cần 100 lít nước và để làm được 1 tấn bột gỗ, người ta cần 2 tấn gỗ nguyên chất và để tạo thành một ấn phẩm như báo, tạp chí hay các tờ rơi quảng cáo, người ta cũng sử dụng nhiều mực in, hóa chất và năng lượng. Kết cục của các sản phẩm này thường được vứt bỏ ra môi trường. Tuy nhiên ở Hà Nội có một bạn trẻ đã tận dụng báo chí cũ để tái chế lại thành những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa. Mời quý vị cùng đến với tiêu mục Môi trường xanh để hiểu rõ hơn về ý tưởng này. Hàng chục năm nay, những tờ báo đã gắn bó với bà Hồ Thị Dung, giúp bà có thêm nhiều thông tin trong cuộc sống. Dù thời đại công nghệ và ở đâu thì những tờ báo vẫn theo bà mỗi ngày. Những tờ báo cũ đã đọc giờ có thêm nhiều ý nghĩa hơn. Số báo cũ sẽ được bà Dung mang xuống cho bạn Nguyễn Thị Kim Hồng. Những tờ báo sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy màu sắc. Trong thời điểm giãn cách xã hội, không thể đến trường để dạy cho các em nhỏ với một chút báo thừa có trong nhà, cùng với kinh nghiệm dạy trẻ làm tranh xé dán, Kim Hồng đã phát triển thành những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa. Tức là những bức tranh khác thì làm là xé dán, riêng bức kỹ uh, hy vọng thì kỹ thuật là cắt dán. Tôi gửi gắm rất là nhiều ý tưởng vào bức tranh hy vọng, bởi vì muốn nói lên cái nỗi niềm của mình không chỉ về môi trường này, tự nhiên mà cả cái tấm lòng của mình dành cho những người dân miền Trung nữa. Khởi điểm cái ý tưởng của bức tranh đấy đó là khi tôi xin được một số báo và tạp chí trong đấy hình ảnh động vật hầu hết là đang thứ nhất là dãy rùa vì môi sinh bị xâm lấn như là loài rùa biển hoặc là những cái loài động vật mà bị bắt rồi nhồi bông, rồi con người bắt giết rồi nhồi bông rồi trong đấy có cả những loài động vật là đang bị đưa vào sở thú để làm những cái thú vui cho con người. Thì trong quá trình đấy tôi đã cố gắng chọn những cái hình ảnh mà tôi cảm thấy là nhiều xúc cảm nhất để đưa vào bức tranh của mình. Những xúc cảm chỉ có được khi xuất phát từ tình yêu thương và trải nghiệm. Để dạy cho trẻ nhỏ yêu môi trường, bảo vệ môi trường thì lý thuyết là không đủ, cần có những trải nghiệm thực tế và đúc rút ra ngay từ những người làm giáo dục. Do chưa từng học qua trường lớp về nghệ thuật nên trong thời gian đầu làm tranh không tránh khỏi những lúc bị hỏng. Nhưng thay vì vứt bỏ, những chi tiết từ bức tranh được kim hồng tận dụng lại ở những bức tranh khác, kể cả chữ trong báo cũng được tận dụng để làm nền cho các bức tranh. Dù có lúc việc làm tranh tốn nhiều thời gian cũng như không thể gọn gàng, nhưng việc tái chế này được gia đình ủng hộ và hiểu hơn về bảo vệ môi trường. Tôi thấy là ngoài cái cũng có cái giá trị của nó. Vì ngoài cái vấn đề vứt rác ra môi trường, bởi vì trong cái rác đó được có quan niệm là rác này sẽ phân hủy hết. Bởi vì trong đó có mực in, này các thử pháp. À, theo tôi nghĩ như thế, cho nên cũng phải là không ảnh hưởng, nhưng mà thực tế thì lượng cũng nhỏ. Nhưng mà nơi này nó tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật. Mà trong cái bức tranh đó, nó cũng giáo dục về môi trường. Thế mới cái hay. Tôi thấy cái hay là hay ở chỗ đó. Nó nhân đôi, nhân ba đó. Nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó phản ánh cuộc sống và giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Bức tranh hy vọng đã được bạn trẻ Kim Hồng đấu giá thành công toàn bộ số tiền từ việc bán tranh sẽ được quyên góp cho một tổ chức xây nhà chống lũ cho người dân miền trung mang hy vọng về một cuộc sống ổn định trước tác động của biến đổi khí hậu